Đây cho bạn. Bỏ đi chạy đi mua băng keo mình đây. Dạ, toàn mến chào quý cô chú anh chị và các bạn trên mọi miền tổ quốc ha. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hoa Kiển Phạm Toàn 99. Thì lời đầu tiên trong video, toàn xin mến chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn luôn nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống và cũng như công việc ha. Thì hôm nay toàn giới thiệu vườn mai sữa rễ giảo Thủ Đức của anh Dư nha quý cô chú anh chị. Đây là vườn thứ hai của anh Dư ha. Và tiếp tục sắp tới toàn sẽ quay vườn thứ ba, thứ tư của anh Dư luôn. Đó, thì hôm nay toàn sẽ giới thiệu cái vườn mai sữa rễ giảo Thủ Đức của anh Dư. Sau đây toàn sẽ ra ngoài kia ha. Đây là mai chiếu thủy anh Dư. Cây này hoành eo của nó cỡ nhiều anh Dư. Dạ. Trước tiên toàn sẽ cho quý cô chú anh chị và các bạn xem cái mai chiếu thủy trước ha. Quỳnh eo 64 hả anh Dư? À, nó thoát thân đấy anh Dư. Thoát thân của nó là 35 hả? 35 cm. Chiều cao nó là mấy mét hả anh Dư? 3m5 ha. Cây chia cạnh rất là đều luôn. Ví dụ cây này khách có giao lưu, mình giao lưu với khách không anh Dư? Giao lưu với khách luôn. À, có gì liên hệ qua số điện thoại với anh ha. Cây này quá bồ đế luôn. Trước tiên tôi sẽ cho quý cô chú anh chị và các bạn xem cái cây mai chiếu thủy trước vườn mai giảo Thủ Đức của anh Dư trước ha. Đây là mai chiếu thủy nha quý cô chú anh chị. Mai này mai chiếu thủy gì anh Dư? Da đen Tiền Giang. Da đen Tiền Giang ha. Cây chi cành quá đều luôn. Chiều cao nó là 3 mét mấy nha quý cô chú anh chị. Đặc biệt là cái củ. Cái hoành eo này, cái hoành vệ đế trước đây chắc dữ lắm ha. Rồi tới đây luôn. Tới mấy này luôn đó quên. À. Hai mét nó đế ngoài xuống nó chừng hai mét mấy, cái này là tới đế luôn nè. À, đế nạp thuốc này là ừ đúng rồi, tới mấy xanh này nè. À, chung là tầm khoảng 250 hoành đế. À, cái hoành bê đế của cái mai chiếu thủy này tầm khoảng là trên 200 mấy nha quý cô chú anh chị, là đế đặt luôn, nó nằm tuốt ngoài này luôn nè quý cô chú anh chị. Đang lấy nước rửa ra. À được nè, để em quay cái gì là cho mọi người xem cái nụ nụ ngoài biết rồi. Được rồi anh gì được anh chứ. Cái hoành bê đế nó là trên 200 mấy nha quý cô chú anh chị. Có gì khách có giao lưu liên hệ qua số điện thoại của anh hay anh Dư. À, có gì toàn sẽ để cái số điện thoại và địa chỉ của anh Dư bên dưới phần mô tả kênh để cho quý cô chú anh chị và các bạn biết đi liên hệ với anh Dư mua cho mình những cái mai chiếu thủy đẹp ha. Cây này chiều cao 3 mét mấy nha quý cô chú anh chị. 3m5. Giờ nói 8 ngàn là 2 mét rưỡi. Giao lưu 35 triệu giao. Mình giao lưu là cây này anh Dư giao lưu với quý cô chú anh chị và các bạn là 35 triệu anh Dư. 35 triệu mình có bao ship không anh Dư? 35 triệu là bao ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Quá trời cái củ rồi. Đặc biệt là cái bệ đế nha quý cô chú anh chị. Bệ đế này là nó để toàn quay một lại một quận cho quý cô chú anh chị và các bạn xem ha. Quá trời bệ đế luôn rồi. Bệ đế giống cây cổ thụ lâu năm. À, trước tiên thì anh Dư giao lưu với quý cô chú anh chị và các bạn là cây mai chiếu thủy ha. Cây này là anh Dư giao lưu với quý cô chú anh chị các bạn là 35 triệu bao ship toàn quốc luôn. Và sau đây toàn sẽ dẫn quý cô chú anh chị và các bạn đi xem và tham khảo một vòng cái vườn mai sữa rễ giảo Thủ Đức của anh Dư ha, nó nằm phía ngoài hè nó quý cô chú anh chị. Đây là cái vườn thứ hai của anh Dư. Ở đây thì anh Dư có giao lưu mai sữa rễ giảo Thủ Đức, cây lỡ và cây con giống, cây đã cắt đuôi chuột và cây đã cắt ống hút luôn nha quý cô chú anh chị. Đây là phía ngoài của anh nè. Mấy cái này hồi nữa tí nữa toàn hỏi anh Dư có giao lưu không ha. Ở phía này ngoài này cũng có chiếu thủy nữa nè. Đó. Đây là toàn bộ mai cắt ống hút hết nha quý cô chú anh chị. Cây này mỗi cây là nó bự hơn cái đầu đũa ăn quý cô chú anh chị. Hai lô này nó tầm khoảng mấy trăm cây ha. Ở đây là cái vườn phía sau. Hiện tại anh Dư anh trồng bây giờ là mai sữa rễ rất là nhiều luôn với cô chú anh chị. À, bên vườn của anh Dư là mai đầu tiên là mai giảo Thủ Đức sữa rễ, thứ hai là mai chiếu thủy. Ở đây anh Dư cũng có giao lưu mai chiếu thủy nữa với cô chú anh chị. Tí nữa để anh Dư ra anh Dư móc cây hai cây để cho quý cô chú anh chị và các bạn xem cái mai giảo Thủ Đức móc rễ nó như thế nào nha quý cô chú anh chị. À, trước tiên toàn sẽ cho quý cô chú anh chị và các bạn xem ba cây mai sữa rễ giảo Thủ Đức đi.
Có đem vào thước ra không? Đây. Cây này nó nhỏ mà có vỏ nè quý cô chú anh chị. Rồi đầu tiên Toàn sẽ vô cây mã số 1 nha quý cô chú anh chị. Mai sữa rễ giảo Thủ Đức ha. Để Toàn đo chiều cao của nó coi phải nhiêu nha quý cô chú anh chị. Chiều cao của nó là 102 nha quý cô chú anh chị. Chiều cao của nó là 102. Tán ngang thì tầm khoảng 60 nha quý cô chú anh chị. Cây chia cành rất là đều luôn. Cây này để Toàn đo quanh eo của nó khoảng nhiêu ha. Quanh eo của nó là 7 cm nha quý cô chú anh chị. 7 cm quanh eo ha. Còn cây này cũng được là 2, 4, 6, 8, 9. 9 cọng rễ nó đều ngang dài luôn quý cô chú anh chị ơi. 9 cọng rễ nó đều ngang dài luôn ha. Đặc biệt nó có cái củ ngay này nè. 9 cọng rễ nó đều ngang dài với nhau luôn. Bề đế của nó tầm khoảng là 60 nha quý cô chú anh chị. Năm mấy 60 ha. 60. 60. Quá trời cái nồi đế luôn này. Đế là đều ngang dài hết nha quý cô chú anh chị. Cây chia cành rất là đều luôn. Đầu tiên cây mã số 1 này giao lưu với quý cô chú anh chị và các bạn là 6.500.000 bao ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Đó, cây rất là đẹp luôn. Tiếp theo là cây mã số 2. Cây mã số 2. Chiều cao của nó là trên 1,5 m nha quý cô chú anh chị. Nó khỏi dây thước này, dây thước này 1,5 m nè. Tán ngang của nó tầm khoảng là 1 m nha quý cô chú anh chị, tại vì bó này lại nè. Tán ngang tầm khoảng 1 m ha. Cây hiện tại đang có nụ kim luôn nè quý cô chú anh chị. Cái tổng đo cái vành eo của nó ha. Vành eo của nó là cứng 8 cm nha quý cô chú anh chị. Nó hút 8 cm này, nhưng mà mình kể 8 cm thôi ha. Cây này nó được là 2, 4, 6. 6 cọng rễ nó đều ngang dài với nhau hết luôn nha quý cô chú anh chị. 6 cọng rễ nó đều ngang dài với nhau hết luôn. Cây chi cành rất là đều luôn quý cô chú anh chị ơi. Cây hiện tại đang có nụ kim luôn. Cây này là vừa chơi Tết luôn nha quý cô chú anh chị. Rồi cây mã số 2 này là giao lưu với quý cô chú anh chị và các bạn là 4.500.000 ha. Bao ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Cây rễ quá rễ luôn. Tiếp theo là cây mã số 3. Cây mã số 3 chiều cao cây này là nó tầm khoảng là 1 m 3 nha quý cô chú anh chị. Nó tầm khoảng 1 m 3 ha. Rồi, cái tán ngang của nó là khoảng 80 nha quý cô chú anh chị. Cây chia cành rất là đều luôn. Cây này hiện tại đang có nụ kim nè quý cô chú anh chị. Cây đó có nụ kim ha và nụ bự luôn. Cây này chia cành rất là đều luôn. Cái toàn đo quanh eo của nó nha quý cô chú anh chị. Cái dây thước này toàn đo hay quên đó. Nhưng cái này thì nó được là quanh eo nó là 8 cm nha quý cô chú anh chị. 8 cm quanh eo. Cái này là 3, 5, 8. 8 cộng rễ nó đều ngang dài với nhau hết luôn nha quý cô chú anh chị. Cái bề đế của nó tầm khoảng 60 đến 60 mấy ha. Hoành bề đế. Tàn thì rất là đầy đủ luôn. Đế đều ngang dài ha. Rồi cái mã số 3 này giao lưu với quý cô chú anh chị và các bạn là 4.500.000 bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi tiếp theo là cây mã số 4. Cây mã số 4, cây này chiều cao của nó là khoảng 1 m 6 nha quý cô chú anh chị, nó hút dây thước rồi. Cây tán ngang của nó tầm khoảng 1 m mấy nha quý cô chú anh chị. Cây hiện tại rất là khỏe nè, cây đang có nụ kim luôn. Rồi cái cây này chia cành rất là đều luôn nè. Để tổng đo hoành eo ha. Cái hoành eo của nó là 8 cm nha quý cô chú anh chị. 8 cm ha. Nó cứng 8 cm chút. Này 2, 4, 6, 7. 7 gồng rễ nó đều ngang dài với nhau luôn nha quý cô chú anh chị. 7 gồng rễ nó đều ngang dài với nhau hết luôn. Cây chi cành rất là đều nha quý cô chú anh chị. Rồi cái cây mã số 4 này giao lưu với quý cô chú anh chị và các bạn là 5 triệu bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi 4 cây nha quý cô chú anh chị. Từ mã số 1 đến cây mã số 4 luôn. Từ 6 cho đến 8 cộng rễ nha quý cô chú anh chị. Hình như là nãy giờ toàn điểm là hình như là nó trên 7 quý cô chú anh chị, nó trên 6. Cây này ít nhất là cũng được là 3, 5, 8.
từ 8, 9, 10 con ghẻ trở lên nha quý cô chú anh chị. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc ủng hộ cho anh Dư ha. Và số điện thoại và địa chỉ của anh Dư Toàn sẽ để bên dưới phần mô tả kênh để cho quý cô chú anh chị và các bạn biết để liên hệ với anh Dư mua cho mình những cây mai đẹp để chơi Tết 2023 ha. Thì tiếp theo anh Dư cũng có giao lưu tầm khoảng là nhiều gốc mai chiêu thủy anh Dư. Yeah. À, hiện tại anh Dư có giao lưu với quý cô chú anh chị và các bạn là 5 gốc mai chiêu thủy ha. Đầu tiên vô cây mã số 1 đi quý cô chú anh chị. Quá trời cái nụ luôn rồi. Đâu bên đâu chiều cao của nó. 50. Chiều cao 50 ha. Rồi em đo quần eo này. Quá trời cái cũ luôn. Mặt này nè mới đúng nè. Ừ mặt này nè. Rồi, anh buông cái tay này ra đi. Quành eo của nó là khoảng 83 nha quý cô chú anh chị. Quành eo của mai chiêu thủy là 83 ha. Đây là quành eo phía trên ha. Còn quành bề đế mình đo quành bề đế dưới luôn rồi. Quành bề đế chắc cỡ 200 mấy á, tuốt quành này luôn nè. Không cái này có kỹ được. Cây cái này 63 quành eo nha quý cô chú anh chị, nãy toàn đếm lên đo lộn. 63 quành eo. Quành bề đế kìa. Quành bề đế nó cho là 200 luôn đi. 150 đi ha. Mình lấy đi. Rồi, chỉnh đi ha. Cây này mình giao lưu nhiêu ta? 10 triệu bao ship ha. Cây chiếu thủy cái mã số 1 này giao lưu với quý cô chú anh chị và các bạn là 10 triệu bao ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Quá trời củ đế luôn quý cô chú anh chị ơi. Đặc biệt cái này là mai chiếu thủy nuôi gì anh Dư? Nuôi da đen ha. Cây hiện tại đang ra tược rất là mạnh nha quý cô chú anh chị. Tiếp theo là cây mã số 2. Cây mã số 2 chiều cao anh Dư. Rồi bị đế luôn đi. Quần eo của nó 8 mấy hả? 84 không? Ừ. Cái 83 đi ha. Ừ. Quần eo của cây số 2 là 83 nha quý cô chú anh chị. Chiều cao anh chị. Chiều cao có 64 ha. Ừ. Chiều cao là 64 nha quý cô chú anh chị. Cây này mình giao lưu với khách nhiêu anh Dương? Cây mã số 2 nè. Hả? À, cây mã số 2 này anh Dương giao lưu với quý cô chú anh chị và các bạn 20 triệu bao ship toàn quốc luôn ha. Tiếp theo cây mã số 3. Tiếp theo cây mã số 3 nha quý cô chú anh chị. Cây mã số 3 chiều cao nó nhiêu ta? Chiều cao 64 không? 64. Chiều cao là 64 nha quý cô chú anh chị, quần eo luôn. Không có mình đeo đo hai vị trí đây, vị trí này đây. 64. Quành eo của cây mã số 3 là 64 nha quý cô chú anh chị. 64 quành eo ha. Đo sát xuống đây tí nữa. Quành eo của nó phía dưới của nó là 77 đi ha. Quành eo phía dưới của nó là 77 cm nha quý cô chú anh chị. Bề đế chắc cả 200 ha. Bề đế. Rưỡi thôi. Nhiêu đi. 10 ha. Rồi. Rồi, cây mã số 3 này giao lưu quý cô chú anh chị và các bạn là 15 triệu bao ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. 15 triệu bao ship toàn quốc ha, cây rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Đó. Dạ. Cái này là ít thẹo. Cây này nãy toàn quay chưa kỹ nè, cây này mới giữ nè quý cô chú anh chị. Cây này nãy mã số 2 toàn chưa quay kỹ ha. Cây mã số 2 này thấy nó đơn giản nhưng mà nó rất là đẹp quý cô chú anh chị. Hả? Cúc 1 hồi nãy cây mã số 2. Đo lại cái cúc 1 cây mã số 2. Rồi, cúc 1 đó đi. Này cây mã số 2 nha quý cô chú anh chị. Này 20 đi. Quành eo của cái tay cạnh đó là 20. Rồi.
Hồi nãy cái này báo giá luôn rồi. Tiếp theo là cây mã số 4 nha quý cô chú anh chị. Cây mã số 4 đo chiều cao nè. Số 4 là mét mấy? 1m5 ha. 1m35 ha. Rồi để toàn đo toàn quay vòng cho quý cô chú anh chị các bạn xem ha. Quá trời cái nu này. Quá trời cái cũ luôn quý cô chú anh chị, nó u nặng. Cái này chiếu thủy gì ha anh Duy? Da đen Tiền Giang ha, chiếu thủy da đen Tiền Giang nha quý cô chú anh chị. Sẵn tiện anh đo mình eo luôn đi. Ở đây hả bạn? Ờ. Chầm mấy à? 116 ha. Rồi quanh eo phía dưới của nó là 116 quý cô chú anh chị, xích lên chút. Rồi quanh eo phía trên nó là 70 nha quý cô chú anh chị. Quanh eo phía trên nó là 70 ha. Tay cành của nó. Ờ lên đây nè. 22 ha. Quanh eo tay cành nó là 22 nha quý cô chú anh chị. Rồi cái này giờ mình giao lưu với khách nhiều anh Dư. Rồi cái này anh Dư giao lưu với quý cô chú anh chị và các bạn là 50 triệu ha, 50 triệu bao ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Rồi cái mã số 4 này giao lưu với quý cô chú anh chị và các bạn là 50 triệu là bao ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Quá trời cái cũ luôn rồi quý cô chú anh chị ơi. Cái này nuôi da đen Tiền Giang nha quý cô chú anh chị. Từ gốc tới ngọn luôn quý cô chú anh chị ơi. Cây hiện tại ra tượng rất là khỏe ha. Rồi tiếp theo cây mã số 5 quý cô chú anh chị ơi. Cây mã số 5 để toàn quay vòng cho quý cô chú anh chị và các bạn xem ha. Cái này cũng da nuôi Tiền Giang luôn hả anh Dư? Da nuôi Tiền Giang nha quý cô chú anh chị. Cây hiện tại ra tượng rất là khỏe nè. Rồi sẵn tiện anh đo chiều cao luôn đi. Ủa, quá trời cái bề đế rồi. Khóa nhất là cái bộ đế nè quý cô chú anh chị. U nặng nó chưa ha. Rồi chiều cao của nó là 1m1 nha quý cô chú anh chị. Rồi bình eo phía trên luôn đi. Rồi quanh eo trên này là 70 đi. 70 quanh eo của cây mai chiếu thủy mã số 5 là 70 nha quý cô chú anh chị. Rồi phía dưới luôn nội đế luôn. Nội đế thì có 1m5 nha quý cô chú anh chị. Đặc biệt là cái bề đế nè. Đo hết cái bình cũ luôn rồi. Bình cũ của nó là 111 hết rồi. Bình cũ của nó là 111 nha quý cô chú anh chị. Rồi cây này mình giao lưu với khách nhiều hả anh Dư? Cây mã số 5 này giao lưu với quý cô chú anh chị và các bạn là 50 triệu là bao ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Đó, quá trời cái cũ luôn rồi. Mà tôi thấy là đặc biệt là nó đẹp vừa cái thân mà vừa cái đế luôn quý cô chú anh chị. Cái đế thì nó đều ngang vai hết ha. Cái này là mình kêu gọi là đế nôm luôn rồi. Đặc biệt là nó u nặng trong này nè. Đó, cây này cũng giao lưu với quý cô chú anh chị và các bạn là 50 triệu luôn. Thì hôm nay toàn dẫn quý cô chú anh chị và các bạn đi xem và tham khảo cái vườn mai sữa rễ Giảo Thủ Đức, và trong đó anh Dư có giao lưu tầm khoảng 6 cây mai chiếu thủy nu Tiền Giang nha quý cô chú anh chị. Thì mỗi cây thì từ mã số 1 cho đến mã số 5 thì sớm toàn quay thì nó lẻ hết cây phía trước. Thì trong 6 cái này thì toàn cũng báo giá, rất mong quý cô chú anh chị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc ủng hộ cho anh Dư ha. Và trong đây anh Dư có giao lưu bán mai sữa rễ Giảo Thủ Đức luôn nha quý cô chú anh chị. Chúng dạ mai giống mai con gì cũng có luôn. Cái này anh Dư thì ảnh mấy cái này thì anh bán giao lưu tại vườn hay là sao anh Dư? Cái này mình bao ship. À, cái này mình bao ship luôn ha. Cái này ví dụ mà anh ví dụ cho em một cây cắt ống nút nào đó, cây một hả? Rồi tiếp theo thì toàn sẽ giới thiệu thêm mặt hàng mai sữa rễ Giảo Thủ Đức đã cắt ống hút bên nhà vườn của anh Dư nha quý cô chú anh chị. Thì đây anh Dư anh bán giao lưu là từ cái cây mà bằng cái đầu đũa ăn, nó nhỏ hơn đầu đũa ăn có ha. Mỗi cây chiều cao trung bình của nó tầm khoảng 2.5 tấc cho đến 3 tấc nha quý cô chú anh chị. Thì mỗi cây gì nó tầm khoảng là từ 8 cho đến 10 mấy con rễ ha. Cây này toàn đếm xương không là 2 4
6, 8, 10, 12 cọng rễ quý cô chú anh chị. 12 cọng rễ như là anh Dư, anh Giao Lưu bán báo giá tại vườn là 150.000 một cây là bán tại vườn ha. Nếu như là bán qua ship thì một cây 160 nha quý cô chú anh chị. Tầm khoảng bao nhiêu cây trở lên mình mới ship anh Dư? Khoảng 10 cây đổ lên. 10 cây đổ lên thì anh Dư bán qua ship nha quý cô chú anh chị. Cây này bên đây hiện được là 2, 4, 5. Thì cũng có cây là từ, nói là từ từ mấy trở lên anh Dư? Em thấy là con cây 5 rồi kìa. 7 cộng trở lên. Từ 7 cộng trở lên mình lựa cho ta ha. Mình lựa cho ta là 7 cộng trở lên. Cây này là 3, 5, 9, ủa lộn, 7, 8, 9, để toàn điểm lại à. 4, 6, 8, 10. Cây này là 10 cộng rễ nha quý cô chú anh chị. Thì mỗi cây gì bên nhà vườn của anh Dư là giao lưu với quý cô chú anh chị với các bạn là 150.000 một cây, mình bao là từ mấy cộng trở lên hả anh Dư? Bao là từ 6 hay gì? 6 cộng lên. Bao là từ 6, 7 cộng trở lên nha quý cô chú anh chị. Dưới 5 cộng thì có quyền đổi trả nha quý cô chú anh chị. Mỗi cây gì là bán tại vườn là 150.000. Nếu như bán qua ship là 160.000 cây ha. Mình 10 cây trở lên nha quý cô chú anh chị. Số điện thoại của anh Dư và địa chỉ của anh Dư toàn sẽ để bên dưới phần mô tả kênh ha. Rất mong quý cô chú anh chị và các bạn ủng hộ cho anh Dư ha. Thì hôm nay toàn cũng giới thiệu về mặt hàng mai xứ gửi giá Thủ Đức bên nhà vườn của anh Dư, và trong đó anh Dư có giao lưu tầm khoảng 6 cây mai chiếu thủy nu Tiền Giang nha quý cô chú anh chị. Đó. Thì thời lượng video của toàn đã khá dài quý cô chú anh chị ơi, thì thôi toàn cũng xin phép quý cô chú anh chị và các bạn toàn khép lại cái video ha. Cuối video toàn xin mến chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn luôn được nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống và cũng như công việc nha. Có quý cô chú anh chị và các bạn nào có yêu thích video của toàn á thì hãy xem xong cho toàn một like và một đăng ký và một chia sẻ để ủng hộ tinh thần và động lực cho toàn ha, để toàn có tinh thần ở những video tiếp theo sẽ hay hơn. Bây giờ bye bye.